Đây là con mèo mà mình đang nuôi, rất là trắng dễ thương. Mà mấy ngày nay nó đang rất buồn. Vì sao buồn? Buồn tại vì mẹ nó và bà ngoại nó đẻ, bỏ rơi nó một mình. Đây là con mèo mẹ nè. Đây là con mèo bà ngoại. Và hai con này đẻ ra tổng cộng là 8 đứa con. Trời ơi, tụi bay đẻ dữ vậy trời. Tao đâu có nuôi nổi đâu. Mọi người coi con nào đẹp chỉ mình nha, để mai mốt nó lớn lớn lên xíu mà cho luôn. Trời, con đàn cháu đóng rồi, lôi nhôi lúc nhúc. 4 con đã mở mắt, 4 con mới đẻ hôm qua. Rồi vậy đi ăn chơi cho đã xong rồi. Buồn luôn. Sướng quá mà tụi bay. Tận hưởng đồ. Làm khổ tao quá.